mọi người đọc nam mô a di đà Phật. Cái clip này kiệt nói về Phật và Quan Âm là quá thật, nhưng chút xíu về chuyện của ông anh chết với hiện tượng giống như là ta nói giảng sanh á, chứ mình không dám nói sâu vấn đề này. Cái này để cho mấy thầy giỏi giảng. Ngồi ở đây nó yên tĩnh, trong nhà mấy đứa nhỏ nó ồn với sao hè. Thì cách đây năm 2015, lúc mua cái núi Thiên Long Sơn á, có một bữa ngủ nửa đêm, đang mệnh thằng sẵn buổi chiều không bệnh gì hết, nửa đêm trúng gió lạnh cảm rung đắp chụp cái mền cũng lạnh. Rồi từ từ cái không biết gì hết, tối thôi xỉu luôn. Sau này mấy vị mới nói là lúc đó là hồn nó liều khỏi xác rồi. Trên lúc đó mấy chư vị Phật hoặc Quan Âm nhét cái hồn vô lại. Bắt đầu đi qua bên, mấy vị kêu qua bên phòng Phật, nhà việc thờ Phật. Lại lúc đó ngồi thì khi mà Phật Bảo Âm về á, trong mình cảm mình là mình thấy như người mình nó nhìn nhện phủ mặt như là mấy vị vuốt mặt rồi vậy đó. Rồi xong cái mấy vị kêu chắc lúc đó Phật Hoàng Âm gãi nước đầu hay sao. Còn ngoài đời của mình á, thì mấy cái chai nước mà mình ở Mỹ, mấy chai nước thấp thấp mà này cúng trên bàn thờ lúc nào ở nhà nào cũng nên để như vậy. Rồi kêu lấy ra gãi đầu 3-4 giọt rồi uống vô hữu hiệu hết. Đó là sau này qua cái tuần sau khỏe đầu lại thì mình mới biết là thiên ma bữa đó nó kéo tới miền Bắc Cali, mây đen kình kỉnh luôn. Khi mình bắt đầu khởi tâm làm một cái chuyện gì mà tốt hay là gì, bữa nó không có ưa, quýnh dữ lắm, kiếm chuyện đủ điều. Nào là nó làm cho em mình quýnh mình, chửi mình, rồi tiền không cho tôi đặt football mà cứ đi đổ xi măng hoài. Làm đủ chuyện, rồi làm xào xáo trong nhà, cơ xưởng nhân viên quậy. Đủ chuyện, không phải là đơn giản như người thường muốn xây cái núi như vậy. Biết bao nhiêu muôn trùng ngày nào cũng bị hết hàm quan này kia. Còn bị mấy thầy, mấy huynh Phật tử đầu dũa nè, nhất là Phật tử chửi la sao thờ thần làm gì ngộ đủ chuyện. Nhưng mà làm thật sự cái núi khi mà xây ra là toàn là mấy gì điển vô chỉ cách xây dựng đặt này kia, phải dung hòa. Mà đó là đang nói về đó, chứng minh Phật có thật, chứ không có phải như mình có bà chị bà chủ trì ở bên chùa Hắc Sĩ Tinh Sát Học Tâm ở Gạch Giá, nó có nằm chùa luôn á, Vĩnh Long tùm lum rảnh. Chung á là khi mình về mình năn nỉ hoài cho em xây cái tượng Phật Bảo Âm ở chùa, nhất định không cho, không tin. Thì qua Mỹ thì học tịnh độ, mà ở gốc gia đình á, hồi xưa sư bác á là bên Hắc Sĩ. Bữa nào mình kể chuyện sư bác, sáng nay kể luôn cho rồi, nó mất quên. Bác hồi trước 75 ông làm trưởng tư chưa hồi, quân tướng rồi dữ dằn lắm. Có ông bữa tự nhiên lên túc trên sân thượng ngồi thiền, tịnh khẩu, cái đi tu luôn mấy chục năm về. Nhưng giờ ông thành Phật rồi, mới thường xuyên cũng hay nói chuyện với ông lắm. Nhà có chuyện rắc rối là ông giải. Ông thành Phật nhỏ, hiện giờ ông cũng đang lo cho mấy ông đệ tử, ông ở Thốt Nốt, ông hiện hữu, chứ không có phải mà mất đi thành Phật rồi đây, cũng vẫn làm tiếp tục thế gian. Rồi, trước nhiều nạn lắm, sư bác cũng cứu, kêu đem trái cây ra ngoài sân thắng. Cứ nằm mơ thấy ổng nha, ổng kêu làm gì mà làm đó, ổng theo dõi ổng độ, rồi mấy sư phụ nữa thì khấn thì qua nạn. Thường á mình cúng ngoài sân á, trái cây thôi, bông thôi, không cần gì,
hữu hiệu lắm. Tại chư thiên đi tới đi lui lạng qua lạng lại thì thấy thì tấu lên cao vậy đó. Còn mình đang chủ đề bữa nay Phật Quan Âm có thật, đó là kinh nghiệm qua lúc đó Phật Quan Âm cứu rồi. Mà bên Nam Tông với Bắc Tông thì mình học học kiểu Bắc Tông cũng ngồi thiền theo Nam Tông ở khúc giữa, bên nào cũng trúng mà không biết làm sao. Bên bà chị mà không chịu xây tượng Phật bao năm, tới bữa nào về hỏi chịu không chứ rất là linh hiểm. Còn giáng sanh mình có manh thứ ba tên Ngô Hữu Thọ, mất năm khoảng năm 2016 15 16. Mà trước khi ông mất á, trên cho biết cái kiệt lúc đó bay về bển trước 3 ngày, 3 ngày á, mà lúc ông sống mấy chục năm á, ông khờ khờ cũng không làm phiền ai, có nhiều tiền ai xin cũng cho rồi đi vòng vòng vậy đó, chứ cũng không có làm ăn gì, tiền là mình nuôi ông không. Thì cái tự nhiên có một bữa ông lấy hết quần áo ông đi đốt, để ông ở cái nhà nhỏ nhỏ riêng ở ngay Tịnh Xá Học Tâm ở ông Hòa, ông đi đốt xong cái ông kho nồi thịt kho trứng ông ăn ngon lành. Sáng cái ông nằm thẳng mặt, mặt hồng hào đồ, chén ấm đồ cũng y như mấy thầy nói giảng sanh vậy đó. Thì lúc đó kiệt về về thì đưa ông đi, đưa đi miệng còn cười nữa chứ, ngộ lắm. Thì mấy vị nói là ông hứa là bữa nay lỡ đây nhắc luôn để muốn làm kỷ niệm cái clip này luôn. Ông nói 50 năm sau trở xuống đầu thai là họ Ngô lại, bữa giờ ông mất cũng 4 năm, 5 năm. Thì cái hiện tượng đó đó thường á, thì ở ngoài đời mấy thầy nói là giảng sanh là ấm đầu ấm ngực bụng là bàn chân nữa, thì này có thiệt, cái đó có ổng mặt hồng ấm. Nhưng mà thật sự không có phải về hạ phẩm hạ sanh hay gì hết trơn á, mình không có dám nói mấy này sẽ đụng chạm mấy thầy. Thật ở bên cõi trời Đau Lợi á là đã dữ lắm rồi, còn nếu không ở cõi Tứ Đại Thiên Vương ở cái núi Tu Vi nó cũng có mấy trường học, mấy trường đại học chảnh mấy vị Bồ Tát chảnh dạy á, đó là giảng sanh là tới đó là dữ. Còn mấy thầy mà tu giỏi á, theo mấy mấy vị giảng biết mình biết mà ngoài đời không biết, không sao không có sách nào nói mấy này được. Những mấy thầy giỏi về cõi thứ năm thứ sáu cõi Đau Lợi hay là mấy vị mà tu thiền siêu nữa, cõi sắc giới vô sắc giới là dữ, chứ đâu đâu có phải là mà mấy cái đó hơi xa thì để mấy thầy lớn giảng. Chứ theo kinh nghiệm đó là ông nhà của ông anh, những cái gì Kiệt nói trên mấy cái clip này là Kiệt phải có trải nghiệm qua thì mới dám nói, ngoài ra Kiệt không bao giờ dám đụng sách vở, tại Kiệt chưa từng đi tu. Nhưng mà cũng kinh cũng hiểu cũng hay, cho nên không có mua, không có nói dám nói đụng cái này. Cãi ông lại mấy ông thầy, nhất là thầy này thời đại, thì ông anh ông mặt đỏ ấm cái đầu mà đến mới biết đó, là ông về ở ở núi Tu Vi thôi. Ông về đó học ở trên đó học khóa, ba má giờ cũng ở trên đó. Tức là những người mình có phước đó, hiền đó, tu hiền làm công đức đó, thì giỏi lắm cỡ đó, cỡ trời thôi. Chứ cũng không phải là ai mà cũng thành Phật á. Tôi nửa đời đi ăn cướp, mà nửa đời còn lại tôi tu, khi tôi giảng sanh tôi thành Phật, cái đó là chuyện không không phải vậy. Mình biết tới đó mình nói tới đó chắc. Còn bác mình tu cả đời á, ổng thành Phật nhưng mà Phật nhỏ, thì cũng có lực, nhưng mà lâu lâu á, ngồi thiền thì thỉnh sư đẳng về, bác ruột về thì ổng dạy dỗ mấy câu rồi cũng xẹt đi. Thực đi thì ông nói ông đang lo cho cái chùa giọng ở Thốt Nốt đó, trong nhà về cửu quyền ấy, là mình phải có, ổng là giống như coi hết cửu quyền.